vừa mới được bố mẹ cho tiền hoặc bạn đã tiết kiệm được đủ tiền để tự mua cho mình một chiếc máy tính và bạn đang chuẩn bị lên ngay website của Acom và lựa chọn những thành phần máy tính xịn nhất cho ngày hiện tại. Vậy thì từ từ đã, hãy dừng lại một chút và ngẫm nghĩ mình cần phải build máy tính như thế nào. Còn với những bạn nào chưa biết ấy, thì dừng hẳn lại cho mình và ngẫm một tẹo. Đồng thời đừng bỏ lỡ một giây nào của chiếc video này bởi vì nó có thể giúp bạn chọn ra chiếc máy tính hoàn hảo đấy. Ok, disclaimer trước một chút nhá. Đây sẽ không phải là hướng dẫn bạn chọn cái gì mà hướng dẫn cách bạn chọn để nếu 1 năm nữa, 2 năm nữa bạn xem lại video này vẫn thấy hoàn toàn là đúng. Bây giờ hãy cùng bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Bạn muốn làm gì với chiếc máy tính của mình? Nếu bây giờ bạn muốn chơi game, có lẽ bạn nên chi nhiều tiền hơn cho các màn hình, gaming gear hoặc một chiếc màn hình tần số quét cao. Nếu các bạn là một người chuyên làm việc thì có lẽ CPU, RAM và chiếc màn hình chuẩn màu mới là lựa chọn đúng đắn dành cho bạn. Hoặc nếu bạn chỉ bật máy để dùng Word, Excel ấy, thì những thứ mang tính thoải mái lại cần phải đầu tư ngay. Hoặc là bạn đang làm server thì bạn cần một chiếc mainboard chuyên dụng này, vỏ cứng chuyên dụng này, nhiều khi CPU chuyên dụng, RAM chuyên dụng nữa. Bây giờ hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Mình sẽ cho các bạn 5 giây. 5 hours later. Ok, nếu bạn đã lựa chọn được cái mục tiêu của bạn rồi thì hãy suy nghĩ thật kỹ, nhìn thật sâu vào cái mục tiêu đó đi. Kiểu ví dụ như này, bạn muốn chơi game thì bạn chơi game gì? Chẳng hạn bạn chơi những tựa game như là AAA này hoặc là MMORPG này, nơi những cái tựa game mà đi cảnh và đồ họa là tất cả, thì có lẽ bạn nên đầu tư mạnh mẽ vào cạc màn hình và một chiếc màn hình độ phân giải cao để có thể tận hưởng được gọi là 100% vẻ đẹp của nó. Nhiều khi bạn cũng không phải quá quan trọng về gaming gear, chỉ cần một chiếc tay cầm là đủ, bởi vì hầu hết các tựa game AAA bây giờ đều cực kỳ tối ưu cho trải nghiệm tay cầm, kể cả Diablo 3 cũng thế cơ mà. Nhưng ngược lại, nếu bạn muốn là một dân chơi game eSports, khi mà độ delay tất cả, từng mili giây chậm trễ có thể thay đổi được cả thế cục, thì việc đầu tư cho một chiếc chuột với một mắt đọc tốt là một chiếc màn hình tần số quét cao lại là quyết định không thể được bàn hơn. Nhiều khi bạn không cần phải mua những chiếc cạc màn hình dòng 80 này, dòng 90 này, mà cần phải chi tiền cho một chiếc CPU với hiệu năng đơn nhân cao do các tựa game eSports thường xuyên chạy trên những nền engine cũ không tối ưu cho việc sử dụng 100% cạc màn hình. Và nếu bạn là streamer ấy thì chắc chắn phải mua cho mình một chiếc CPU mạnh một chút hoặc là lựa chọn một chiếc cạc màn hình có hardware encoder, ví dụ như là NVENC của Nvidia vậy. Đó, nó cũng khá là khó đúng không? Còn với những ai mà ngồi máy là để ra tiền ấy, những bạn mà dùng máy để làm việc ấy thì lúc này lại hơi khó một chút rồi, vì làm việc có rất nhiều các ứng dụng khác nhau. Đối với anh em nào làm 2D, thực sự cạc màn hình xịn không quá cần. Mình nghĩ rằng hiệu năng đơn nhân càng ngon càng tốt, phần mềm càng chạy nhanh. Nhưng với những editor thì lại khác. Rất nhiều anh em nhầm lẫn khi nâng cấp cạc màn hình, nhưng thứ anh em cần là một chiếc cạc đủ mạnh thôi, với công nghệ và một chiếc CPU Intel có cạc onboard và rất rất nhiều RAM anh em nhé. Có những anh em làm render 3D ấy, thì mua những chiếc CPU xịn này, cạc xịn này, và đặc biệt là những chiếc cạc đủ xịn để đối chiếu, xem real time. Hoặc những anh em dùng những cấu trúc, tức là làm việc với cả kiểu thiết kế văn phòng văn phòng ấy, thì có thể chi thêm một ít tiền để mua cạc Quadro để đảm bảo có trải nghiệm sử dụng mượt mà nhất. Còn một coder thì cũng có nhiều loại lắm. Có những bạn, những sản phẩm ấy, code chỉ cần một cái máy tính hoạt động này, một chiếc bàn phím ok này, một chiếc chuột di được này và một chiếc màn hình có thể bật. Nhưng mà có những tác vụ cần những cái code ấy cần phải chạy trên máy ảo này, rồi đổi hệ điều hành này, vân vân và vân vân. Nói chung là rất rất khó để lựa chọn một chiếc máy cho một người làm việc. Còn một làm content gọi là content writer ấy thì thực sự chẳng cần gì nhiều. Một chiếc bàn phím, một chiếc màn hình có thể viết và tìm hiểu là quá đủ rồi. Ngoài ra thì còn có rất nhiều tác vụ khác để có thể tìm hiểu được công việc của bạn cần gì. Nếu mà muốn tìm hiểu ấy thì bạn nên tham gia trực tiếp vào các forum của công việc đó để có thể hỏi những người có kinh nghiệm thực sự, chứ đừng nên thả một câu kiểu tác vụ XYZ cần gì hay là công việc ABC cần gì trên gọi là những trang máy tính public nhá. Bởi vì thực sự giáo sư online bây giờ nhiều lắm và không biết ai có kiến thức thực sự và ai chưa từng dùng phần mềm bao giờ mà chỉ có đoán thôi anh em nhá. Rồi, vậy thì tiếp theo, nếu mà bạn đã lựa chọn trong cho mình đó chính là cái mục tiêu sử dụng thì hãy lựa chọn size của máy tính. Đúng rồi, size. Thực sự size là một trong những thứ mà mình thấy khá là quan trọng bởi vì nó sẽ quyết định vị trí đặt gọi là độ di chuyển của máy tính, đồng thời góc setup của bạn nữa. Một điều nữa là nếu mà bạn chọn nhầm kích cỡ thì khi lắp máy ấy nhìn trông rất là lố bịch hoặc là không hề tương thích với nhau. Đó. Vậy thì sẽ có những size gì nhỉ? Thì bây giờ nhá, size đầu tiên đó chính là full tower với mục đích là để chứa đựng những mainboard ATX và eATX. Thường đây là những chiếc mainboard lớn nhất có kích cỡ đầy đủ, tức là nó có đầy đủ tất cả các kết nối từ 8 tới 4 khe PCIe này, 4 hoặc 8 khe RAM này, tùy vào socket này, đồng thời có rất nhiều cổng SATA và các cổng linh tinh khác. Tuy rằng nghe có vẻ kêu tai về số lượng cổng, nhưng thực sự trong thời điểm hiện tại thì những em full tower đang dần mất xu thế do mọi người nhận ra rằng không ai lấp đầy được hết tất cả các kết nối đó, dẫn tới việc PC nhìn trông hơi bị trống trải một chút. Đồng thời, máy tính full tower rất là cồng kềnh và nặng nề, khó là di chuyển. Thời điểm hiện tại thì nó sẽ dành cho những anh em nào đi nước custom hoặc là muốn một bộ PC hầm hố nhất có thể anh em nhé.
Tiếp theo là một kích cỡ đúng với mọi thời đại, đó chính là Mid Tower. Bây giờ thì càng lúc càng nhiều người lựa chọn Mid Tower cỡ nhỏ, chỉ vừa với cả main MATX mà thôi. Đây là cái loại main đang lên theo trend do nó có sự cân bằng giữa cổng kết nối này, số khe RAM này và vẻ ngoài hầm hố của nó. Những cái này thường có từ khoảng tầm 2 tới 4 khe PCIe hoặc là 2 tới 4 cổng RAM và bị cắt lược một chút về cổng SATA này, số lượng cổng fan này, nhưng mà đây vẫn là lựa chọn hoàn hảo cho đa số mọi người anh em ạ. Và tất nhiên, cuối cùng chúng ta sẽ có mini PC với một số mẫu case chứa được MATX, nhưng đa số là sẽ dành cho mini ETX và mini DTX. Những mẫu main này sẽ bị giới hạn bởi kích cỡ, thành ra nó chỉ có khoảng 1 khe PCIe, 2 thanh RAM hoặc 4 thanh RAM đối với socket 2011. Và trong thời điểm hiện tại thì các cổng kết nối như là front panel, fan, RGB sẽ thường nằm trên một module riêng mà anh em bắt buộc phải gắn vào mainboard của mình. Thường những anh em chơi mini PC là những người đam mê lớn và cao cả, sẵn sàng hy sinh về mọi thứ để máy tính của mình có thể nằm gọn trên bàn làm việc. Đó, đấy là kích cỡ của chúng ta. Thế thì, ra xong kích cỡ, chọn xong kích cỡ rồi thì chúng ta sẽ làm gì nữa nhỉ? Tất nhiên, đó chính là tiền anh em nhé. Anh em đang có bao nhiêu tiền? Nếu mà anh em đang chỉ có tiền nhiều hơn mức lương trung bình của người Việt Nam ấy, thì thực sự là nên mua cũ. Với thời điểm này ấy, mua PC mới tầm dưới 10 triệu là có thể build được, nhưng mà mua cũ sẽ được một cấu hình cao hơn và một cái, nói chung là một cái trải nghiệm tốt hơn, thích hơn anh em nhé. Hoặc có thể sử dụng các những hàng clear của thế hệ cũ, ví dụ như bây giờ ở Hacom combo i3 thế hệ đời 10 với cả 1660 rất là ngon và có thể chiến được tất cả các tựa game ở Full HD. Còn nếu mà anh em có nhiều tiền ấy thì đây là công thức mua máy tính của mình nhá. Cái màn hình sẽ chiếm khoảng tầm 40-60% tiền, 60% tiền của cả bộ máy. Những thứ còn lại thì sẽ chọn tương ứng với mức tiền của anh em có anh em nhá. Đó, vậy thì chọn tiền xong rồi, mình sẽ làm gì? Mình đã nói quá là nhiều rồi, quá là nhiều về những thứ mà không biết lề rồi. Kích cỡ này, tiền này, vậy thì bây giờ chúng ta cần phải lựa chọn gì tiếp theo? Tất nhiên, đối với mình thì mình sẽ lựa chọn là CPU và GPU. Nó không chỉ là phần đắt nhất mà nó còn phần chính của chiếc máy tính. Đối với mình ý, CPU là bộ não điều khiển mọi thứ, còn GPU là cánh tay của chúng ta này, thể hiện được những điều mà chúng ta muốn nhìn. Vậy thì với CPU, bạn đang làm gì? Nếu bạn đang chơi game với các tầm trung thì chỉ cần một chiếc CPU dòng i3 này, Ryzen 3 này, i5, Ryzen 5 là quá đủ rồi. Với cả cao cấp thì có thể nâng lên i5 dòng K, i7 hoặc là Ryzen 7 chẳng hạn. Việc lựa chọn những CPU không quá cao như này sẽ có tác dụng, thứ nhất là không tốn quá nhiều tiền vào CPU, thứ hai là không tốn thêm cho tản nhiệt và nguồn. Còn với những tác vụ làm việc ấy thì i7 và i9 hoặc là Ryzen 9 là ok. Tất nhiên, bạn có thể tham khảo thị trường cũ, nhưng bạn cần phải lưu ý rằng không phải chiếc CPU nào cũng đáng mua đâu nhá. Chẳng hạn như là những em như là đời 10 ấy, đời 1 này, i7 và i9 đời 11 tuy rằng cách nhau mấy triệu về tiền nhưng cả hai đều chỉ có 8 nhân, trong khi i9 đời 10 lại có tận 10 nhân. Hoặc ví dụ như là những em i3 đời cũ mềm ấy, những vào thời điểm đó thì nó ngon, nhưng trong thời điểm này và những năm tới thì 2 nhân, 4 luồng khó mà có thể trụ được. Và tất nhiên, anh em không thể nào so sánh được nhân với nhân, xung với xung. Chẳng hạn như là chiếc AMD FX 8320, 8 nhân có thể ép xung lên cao chót vót, nhưng mà chưa chắc đã bằng một chiếc em 4 nhân 8 luồng trong thời điểm hiện tại. Vậy thế nên, muốn mua một chiếc CPU thì anh em cần phải xem review cực kỳ là kỹ, bắt buộc phải là xem review nhá. Nếu không có review so sánh giữa CPU mới và CPU kỹ thì hãy kiểu ví dụ như là gọi là liên kết với nhau đi. Chẳng hạn như là i5-7000 vs i7-7000 này, rồi i7-7000 vs 12000 này, rồi i7-12000 vs i5-12000, để anh có thể thấy được sự chênh lệch với số tiền gọi là liệu rằng chúng ta bỏ thêm tiền có đáng hay không. Và tất nhiên, khi mà lựa chọn một chiếc CPU cũ, anh em sẽ coi như là bấm nút tự hủy về khả năng nâng cấp và công nghệ nữa. Liệu anh em có cần RAM D5 không? Hay là anh em có cần PCIe 4, PCIe 5 không? Nếu mà anh em cảm thấy mình thực sự cần ấy thì nên đầu tư mới. Mình cảm thấy rằng hiện tại khoảng cách giữa D4 và D5 là không lớn, nhưng vài năm tới thì D4 sẽ là lỗi thời và D5 sẽ lại rẻ như bèo mà. Cả LED Gen 4 cũng thế mà thôi. Đó, chỉ như vậy thôi mà. Còn với cam hình thì cũng giống như CPU, cần anh em, mình cầu xin anh em là hãy xem review trước khi mua đi. Những con số quảng cáo của nhà sản xuất không hề đúng một chút nào cả, và thường những con số đó được chọn lựa một cách kỹ lưỡng để ta cảm thấy rằng chiếc card này mạnh hơn hiệu năng thực sự của nó. Chẳng hạn như vài năm trước, 3060 và 3060 Ti cùng là dòng 60, vậy mà chiếc 3060 Ti lại mạnh hơn tận 25%, nhiều khi là 30% về hiệu năng. Hoặc là chiếc 4060 dù là nhìn sang chảnh xịn hơn hẳn nhưng vẫn thua 3060 Ti khoảng tầm 10% ở Full HD, tận 25% ở 4K. Và đặc biệt, bạn cần phải né những chiếc card màn hình nhiều VRAM nhưng là VRAM rộng.
Lại là câu chuyện của 30602G. Tuy là 12G nhưng lại chỉ có 192 bit, đợi hoặc là 4060 hoặc 4060Ti. Mặc dù là 8G nhưng mà chỉ có 128 bit, một con số thấp vô cùng. Việc mua những chiếc cạc nhiều về RAM dởm sẽ dẫn tới sự ảnh hưởng nặng nề về hiệu năng ở độ phân giải cao, hoặc là những tựa game yêu cầu về RAM lớn, hoặc ở một số tác vụ làm việc. Đó. Có duy nhất một thứ anh em cần phải đặc biệt để ý, đó chính là công nghệ của cạc. Anh em có chơi game Ray Tracing thì chắc chắn phải mua cạc hỗ trợ. Anh em muốn FPS cao mà không mua cạc quá xịn thì bắt buộc phải mua cạc có hỗ trợ công nghệ upscale, ví dụ như là DLSS hoặc FSR hoặc là XESN. Hoặc là anh em nào làm việc liên quan tới video hoặc livestream, mua cạc của Nvenc. Anh em cần xem Blender real time, mua cạc Nvidia Optic. Nếu mà mua cạc không, việc mua cạc không phải chỉ hiệu năng đơn thuần mà nhiều khi còn cả là công nghệ đi kèm hoặc để hỗ trợ trong các tác vụ làm việc hoặc chơi game của anh em nữa. Đó, đấy là những cái quyết định để mua CPU và cạc. Bây giờ chúng ta đã có não, có tay rồi thì cần phải làm gì? Kiếm một cơ thể cho nó gắn vào, đúng không? Và cơ thể đó chính là mainboard. Thực sự mainboard rất dễ chọn và tất nhiên là ai cũng muốn có một cái vẻ đẹp của một chiếc mainboard X hoặc là một chiếc mainboard dòng Z rồi. Nhưng nếu bây giờ bạn là người dùng bình thường, thực sự bạn sẽ gần như chả bao giờ nhận thấy được sự khác biệt giữa một chiếc mainboard giúp CPU bạn render trong 1 phút và một chiếc mainboard giúp CPU của bạn render trong 59 giây đâu. Nhưng tất nhiên, đừng chi quá ít tiền vào main, tiền nào của đấy mà thôi. Như anh em main giá rẻ thì sẽ bị cắt giảm về nào thì những khả năng tinh chỉnh CPU này, tinh chỉnh RAM này, số lượng cổng PCIe này, số lượng đầu cắm RGB này, số lượng đầu cắm fan, số lượng USB, vân vân và vân vân. Thực sự mà nói, trong thời điểm hiện tại, khi mà trong giới công nghệ càng lúc càng kỳ thực hơn, nhà sản xuất càng lúc càng khó múa rìu qua mắt thợ hơn, thì việc mua main rất là dễ. Chọn một chiếc main có đủ cổng USB, đủ NVMe, đủ PCIe, đủ RAM, đủ SATA, đủ RGB và nhìn trông tản VRM cứng cáp một chút, đồng thời cân xứng với chiếc CPU của bạn là ngon rồi. Không cần các bạn phải nghĩ quá là nhiều đâu nhá. Nhưng có một thứ khó chọn hơn là RAM, hay là không khó như thế nhỉ? Thực sự thì RAM có rất nhiều thông số đi kèm với nó. Nào thì dung lượng này, nào thì tốc độ này, nào thì độ trễ này. Tất cả mọi thứ đều dung hợp với nhau để tạo nên một thanh RAM. Và bao quanh những cái đấy lại cáo những thông tin khác. Ví dụ như nào B-Die, C-Die, Samsung, Micron, Single RAM, Dual RAM, Quad RAM, 3600, 6200, 7000. Những thứ đấy thực sự không quan trọng. Để mình dừng lại anh em nhé, nói đúng một câu thôi: anh em không cần nhiều để như thế. Anh em không cần nhiều đến như vậy đâu. Đối với 99% chúng ta, thực sự chỉ cần một kit RAM nổi trội nhất vào thời điểm đó, với mức latency đủ thấp là chiến. Không cần phải kiểu nghĩ quá nhiều đâu, nhưng chỉ cần lưu ý đúng một điều thôi: luôn luôn dùng dual channel trở lên. Bởi vì với dual channel, sự kết nối giữa CPU và RAM được có thể đơn giản hóa là gấp đôi về băng thông và tăng gấp đôi tốc độ, hoặc là gấp đôi về luồng dữ liệu trao đổi giữa CPU và RAM. Còn nếu mà những anh em nào cần sự ổn định và lâu dài của chiếc server ấy, thì nên mua RAM ECC. Nhưng mà thường thì RAM Real ECC có tốc độ khá là thấp và rất là nhiều loại nữa. Nào thì UDIM này, RDIM này, LRDIM này. Nói chung, bạn cứ bấm vào trong trang hỗ trợ của mainboard và tìm xem kit RAM bạn chuẩn bị mua có tương thích với cả mainboard của bạn hay không. Nó chỉ cần như thế thôi là được rồi nhá. Không cần phải có nhiều đâu. Đấy, nói về những phương tiện lưu trữ thì chúng ta sẽ có thể nói tới đó chính là ổ cứng luôn. Và chúng ta sẽ có hai loại chính: SATA và NVMe. Với SATA chúng ta sẽ có HDD kết nối qua đầu SATA. Mục đích sử dụng của HDD hiện tại có thể nói là lưu trữ lâu dài và số lượng lớn. Còn SSD SATA thì có thể kết nối qua hai đầu, là một đầu SATA hay là đầu mSATA, thường dành cho những chiếc máy muốn tốc độ cao nhưng mà lại không có đầu NVMe. Thường như là em máy cũ đây anh em ạ. Những cái này có độ nhạy bén của SSD nhưng lại bị giới hạn về đầu kết nối, thường tốc độ cao nhất chỉ khoảng tầm 500MB trên giây mà thôi. Còn NVMe kết nối qua đầu M2 NVMe thì có tốc độ cao vô cùng, cầu trực tiếp từ PCIe, nên là tốc độ cao, độ trễ thấp, thường được nhiều anh em sử dụng, lựa chọn và khuyên dùng để chứa hệ điều hành, phần mềm cơ bản. Nếu mà anh em lựa chọn những dung lượng ấy thì anh em nên lựa chọn dựa theo những gì mà mình chuẩn bị chứa. Nhưng kinh nghiệm của mình nghĩ là anh em nên chọn một ổ cứng vừa đủ để chứa hệ điều hành và những phần mềm chính. Còn ổ cứng còn lại thì dung lượng to hơn, không cần quá nhanh, nhưng nơ đó để chứa game và các bộ cài cộng với cả driver, nhiều khi còn cả Windows ISO nữa. Rất nhiều lúc mình đã được cứu thế bởi ổ thứ hai đó. Anh em cũng nên chọn những sản phẩm SSD có DRAM và DRAM cache để đảm bảo có thể chuyển file lớn mà không bị nghẽn về tốc độ, và lựa chọn những em SSD có rõ thời gian bảo hành hoặc là thời điểm chết rõ ràng nhá. Mấy em là TBW đấy nhá. Rồi, về vấn đề tản nhiệt ấy thì tất nhiên mình muốn bán cho anh em những bộ nơ custom lắm, đơn giản vì nó rất đẹp và nó cực kỳ xịn sò. Nhưng thực tế, một chiếc tản AEO sẽ thực hiện được 80% công việc của một chiếc tản custom với 60% giá tiền mà thôi, và chỉ có 10% công sức của một em tản custom.
Với những CPU có mức điện tiêu thụ siêu lớn thì lúc đó mới cần những em đi ống. Còn với những chiếc CPU tiêu thụ tầm thường hoặc là cao ấy, một chiếc 360 hoặc nhiều khi là 240 cũng có thể cần được những CPU đó. Nhưng cho đến cùng, thứ sinh tồn cuối cùng mọi chuyện đó chính là tản nhiệt khí với ống đồng, tản nhờ với là lá tản. Nhờ cái sự phát triển của công nghệ, bây giờ mọi hãng từ lớn tới nhỏ đều có tản nhiệt hai tháp kích cỡ lớn, có thể giúp làm mát những chiếc CPU i9 R9 của chúng ta một cách rất là dễ dàng. Mình đã làm một video về những chiếc tản nhiệt khí đối đầu với cả i9, và anh có thể thấy những chiếc tản khí bây giờ khá tốt mà nó lại còn an toàn và dễ sửa chữa nữa. Ví dụ như tản custom, mỗi cái fitting, mỗi cái quạt, mỗi cái bơm là một điểm chết. Còn với EO ấy thì mỗi cái quạt, mỗi cái bơm là một điểm chết. Còn với tản khí thì sao? Mỗi quạt thôi anh em ạ, rất là đơn giản. Và với keo tản ấy, thực sự đừng nghĩ quá nhiều. Chỉ cần là một hãng tốt, có tiếng thì họ sẽ làm keo đủ xịn mà thôi. Và khoảng cách giữa các hãng thì chỉ còn khoảng tầm có vài độ, không quá nhiều đâu. Chứ không chuyện kiểu mua keo Deepcool 100 độ C, mua keo của Arctic 60 độ C rồi nhá. Chỉ cần anh em né mấy cái keo bán theo cân ở trên Shopee ấy, mình từng dùng rồi. Và sau đúng một ngày gắn với cả i9 ấy, thì nó khô đét như chạy từ cái hồi mà Việt Nam ta khởi nghĩa đấy. Đấy, thế nên là đừng chi quá ít, nhưng cũng đừng chi quá là nhiều anh em nhá. Rồi, nhưng có một thứ mình khuyên anh em đừng nên cắt giảm là nguồn. Nguồn là trái tim của bộ máy, nó quyết định rằng máy sống hay máy chết. Anh em, nguồn dởm khi nổ thì may là nguồn chết, còn không ấy thì máy bạn chết. Vậy thì khi chúng ta sẽ có một công suất gọi là cái công thức tính nguồn như sau: TDP max của thành phần ưu tiên cộng với 80% TDP max của thành phần còn lại rồi nhân 2 lên sẽ ra công suất nguồn. Chẳng hạn như bạn đang chơi chơi game nội chính đúng không, thì card bạn dùng 200W, CPU bạn dùng 100W, vậy thì công thức sẽ là 200 cộng 100 nhân 80%. Đấy, vậy thì dùng nguồn khoảng tầm 500-600W là thừa với cả bộ máy này rồi. Đấy, đơn giản thôi, bộ máy của bạn sẽ không bao giờ dùng hết 100% công suất của cả hai thành phần, mà kể cả dùng hết 100% ý, thì nguồn này cũng là gấp đôi độ tải rồi, nên là không phải lo lắng. Hay ví dụ đi, bạn mua bố 0.90 với cả i9 13.000K, bố 0.90 TDP là 450W, i9 13.000K PL1, PL2 thì là 253W, vậy công thức sẽ là 450 cộng 80% của 253, tức là 650, vậy nhân đôi lên sẽ là 1.300W. Vậy là những chiếc nguồn tầm đó là cực kỳ an toàn với bộ máy tính của bạn. Sau khi tính được mức điện rồi thì hãy lên trang, đó chính là PSU Tier List, rồi chọn ngay cho mình những nguồn ở hạng A hoặc là hạng B. Nếu mà các bạn thiếu tiền ý, thì có thể lựa chọn hạng C, nhưng đừng chọn từ D trở xuống anh em nhé. Một chiếc nguồn tốt với chế độ bảo hành tốt sẽ đảm bảo rằng máy tính của bạn luôn an toàn trong quá trình sử dụng và sẽ là người bạn đồng hành của bạn cho tới nhiều năm sau. Một chiếc nguồn đã tốt thì nó sẽ luôn tốt. Nguồn chỉ hao mòn theo thời gian chứ không bao giờ bị lỗi thời. Không bao giờ nó bị lỗi thời mạnh mẽ như là CPU và GPU đâu anh em nhá. Vậy thì bây giờ anh em đã nào thì đủ não, tay, người, rồi các kiểu, tim tủng các kiểu rồi. Bây giờ chọn gì? Chọn cái áo là vỏ cây anh em ạ. Thực sự cây là một lựa chọn cực kỳ cá nhân, thế nên mình sẽ để cho anh em một số tiêu chí để anh em lựa chọn nhé. Thứ nhất là chất lượng build, nên chọn một em cây cứng cáp với chất lượng build dày và hệ thống tốt. Không nên chọn những em mà có thể bẻ cong bằng một tay hoặc là cực kỳ sắc cạnh. Đó chính là những yếu tố đầu tiên để thể hiện sự không đầu tư của nhà sản xuất. Thứ hai là nên ưu tiên lỗ hơn là không lỗ. Để máy tính có thể mát thì ta cần phải cho nó lỗ để hít khí, và để hít khí thì tất nhiên rồi, chúng ta cần phải chọn những vỏ cây có lỗ đúng không? Những vỏ cây kín bưng kín bít sẽ không thể nào giúp cho máy của chúng ta có thể làm mát được. Thứ ba là tính dễ sử dụng của nó. Lắp vào thoải mái, bỏ ra thoải mái là những tiêu chí tưởng như không đáng giá nhưng lại rất quan trọng. Những mẫu vỏ cây thiết kế kém sẽ làm nhiều người dùng khi lắp vào hoặc tháo ra tạo nên một cảm giác trải nghiệm cực kỳ là khó chịu. Và cuối cùng thì là mua vỏ cây đủ to. Trong thời điểm hiện tại và tương lai, cạc thì càng lúc càng to ra và đầu kết nối cũng vậy. Để đảm bảo những sự an toàn của đầu kết nối và chiếc cạc của chúng ta, các bạn hãy mua những vỏ cây đủ rộng để có thể chứa được nó. Mình có một vài mẫu có thể tư vấn với những một mức giá khá là rẻ mà ổn này, chất lượng tốt này và có thể gọi là đáp ứng đa số những chỉ tiêu chúng ta, đó chính là D31, D34 và 4000D anh em nhé. Nhưng trong vỏ cây đó, để có thể hỗ trợ tản nhiệt thì máy chúng ta vẫn phải có cái quạt đúng không? Và mua quạt như nào thực sự rất là khó. Hiện tại Việt Nam ta không quá quan trọng về quạt tản nhiệt. Đấy, chỉ có muốn gọi là tí bling bling trong máy của mình thôi. Vậy nên mình cũng chỉ cho anh em một số cái gọi là guideline, một số hướng dẫn để chọn mua quạt thôi nhá. Nếu bây giờ muốn hiệu năng trên giá tiền, muốn hiệu năng này, trên giá tiền này, trên tuổi thọ này thì nên lựa chọn em quạt bi. Đó, công nghệ này đã được chứng minh rằng chuẩn chỉ, bền bỉ, mỗi tội có chút ổn.
Ngoài ra anh có thể tham khảo thêm đó chính là quạt Esso Bearing của Nokia này, hay là quạt Maglev của Corsair hoặc là Asus nữa. Thêm nữa là sẽ có hai loại fan, một là loại Airflow hay là loại Static Pressure. Có thể hiểu rằng Airflow là lượng gió có thể đẩy qua, xuyên qua một cái quạt. Còn Static Pressure là liệu rằng cái quạt đó có thể thổi gió qua bao nhiêu cái lớp bị chặn. Đó, đơn giản là cái lượng gió so sánh với cả sức gió đây anh em ạ. Một ví dụ điển hình là nếu mà anh em gắn vào radiator, gắn sau mesh dày thì chúng ta nên mua quạt Static Pressure. Còn nếu mà anh em mua quạt để thổi ra đằng sau của vỏ cây thì nên mua quạt Airflow để thổi được lượng gió nhiều nhất anh em nhé. Còn về kích cỡ ấy, thì nên mua quạt to nhất có thể khi mà lắp vừa vào cây anh em. Bởi vì để đạt cùng một lượng gió thì quạt nhỏ phải quay nhanh hơn rất nhiều, dẫn tới ồn, trong khi quạt to có thể quay yếu hơn và sẽ yên tĩnh hơn rất là nhiều. Về đầu cắm thì mình nghĩ rằng em nên mua loại đầu 4 pin PWM. Những loại quạt này có độ hiệu năng tốt hơn về điện và có tính tinh chỉnh kỹ càng hơn về tốc. Nếu mà anh em có nhiều quạt quá thì nên mua hub fan để có thể điều khiển được nhiều fan cùng một lúc. Nếu mà anh em mua quạt RGB của hãng thì nên dùng cái hub fan của họ. Còn nếu mà dùng quạt chia ra dây PWM và dây RGB thì nên mua hub loại bình thường là được rồi. À, tất nhiên quạt RGB thì sẽ yếu hơn quạt không RGB một chút anh em nhá. Còn nhắc về RGB thì yếu tố cuối cùng của bộ máy là thứ thắp sáng tất cả mọi thứ nhưng cũng là lằng nhằng nhất trong tất cả mọi thứ. Hiện tại thì có 3 loại chuẩn RGB, một là non-addressable 12V, hai là 5V addressable và cuối cùng là USB anh em ạ. Một dây RGB 12V sẽ có 4 đầu thể hiện được cho Red, Green, Blue và Brown, tức là chúng ta có thể để được tức là có thể chỉnh được các màu đỏ này, xanh này, vàng này và sự kết hợp giữa các màu đó để tạo ra những màu khác trong dải cầu vồng. Nhưng tất nhiên điều này cũng có nghĩa là dải RGB của chúng ta luôn chỉ có một màu thôi anh em ạ. Và như thế thì không có tinh chỉnh được đúng không? Còn với RGB 5V ấy thì các bạn có thể chỉnh được từng thứ một. Nhưng đấy, từng thứ, từng cái bóng một luôn. Và sẽ dàng tinh chỉnh, tức là thể hiện được cái cá tính của chúng ta. Mỗi bóng sẽ đều được một màu riêng và sẽ tạo được nhiều hiệu ứng hơn, khiến cho bộ máy chúng ta lập lẻ ánh sáng hơn. Đó, nhưng chúng ta có thể kéo dài được bộ này, tất nhiên rồi. Chúng ta có thể gắn được nhiều bộ này, tất nhiên rồi. Nhưng việc sở hữu quá nhiều dây, rất nhiều dây led, rất nhiều đầu led thì dẫn tới việc tinh chỉnh của từng led cực kỳ là khó chịu. Mà đặc biệt nhá, các phần mềm chỉnh led của máy bốt vẫn còn rất sơ thô. Vậy nên rất nhiều người đã lựa chọn giải pháp USB, chính xác hơn là hub led đến từ các hãng. Do kết nối bằng USB thế nên là các hub này thường có phần mềm chuyên dụng với khả năng tinh chỉnh cực kỳ là cao hơn hẳn so với cả các phần mềm đi kèm của máy bốt. Nó sẽ biết có bao nhiêu sợi dây đang cắm này, bao nhiêu quạt này, quạt đang cắm vào cổng nào này, vân vân và vân vân, có thể set hiệu ứng chuyển đổi dựa màu theo những gì mà chúng ta muốn, kể cả theo game nữa. Thường các hãng sẽ có những cái ecosystem riêng. Hiện tại thì mình biết là có hai hãng lớn, đầu tiên là RGB, Corsair và NZXT, đó là hai hãng lớn nhất. Còn có nhiều hãng khác nhưng mà mình đánh giá các phần mềm của họ vẫn chưa xịn sò cho lắm. Anh em có thể cho mình một số cái ví dụ ở dưới comment nếu anh em muốn nhé. Và hơi buồn một chút là các giải pháp RGB này thường không tương thích với nhau, dẫn tới việc mà nhiều người bắt buộc chỉ có thể mua sản phẩm của một hãng mà thôi và không thể mua hãng khác. Đấy, nên là rất là buồn. Chẳng như là ở bên có hãng ai nhỉ, đi Kunmun à, họ có cái dây led ấy rẻ kinh khủng khiếp, nhưng mà bắt buộc cái đấy phải cắm vào main chứ không thể cắm vào hóc của Corsair hay là của NZXT được. Và đó là tất cả hướng dẫn mua máy từ A tới Z. Tất cả cái này thì đều dựa vào kiến thức, những cái kinh nghiệm và những gì mà mình tìm hiểu từ xưa tới nay rồi. Nếu mà có những gì sai ấy, thì anh có thể comment ở dưới để mình có thể sửa nhá. Hoặc nếu anh em có những tip gì hay hơn, trick gì hay hơn liên quan tới việc mua máy tính thì cũng có thể để ở dưới comment. Cuối cùng thì cảm ơn anh em đã xem video này và hy vọng gặp lại anh em tại video sau nhá.